Người ôm cổ phiếu QCG khóc rộng, lực quốc cường Gia Lai còn đến đâu? Cổ phiếu QCG của quốc cường Gia Lai đã tạo mô hình cây thông sau khi leo vùng đỉnh giá 18.000 đồng hồi tháng 4 năm nay và rơi tự do về hơn 9.000 đồng sau vài tháng, khi công ty cổ phần quốc cường Gia Lai có thông báo về việc bà Nguyễn Thị Như Loan, tổng giám đốc, bị khởi tố và tạm giam để phục vụ điều tra liên quan dự án 3939 b Bến Vận Động, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, về việc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trong giới đầu tư chứng khoán, mô hình cây thông để chỉ cổ phiếu có giá tăng nhanh, giảm sốc thời gian ngắn. Riêng với cổ phiếu QCG, đây cũng không phải lần đầu tiên cổ đông được thấy Giáng sinh sớm. Tin tức động trời này chẳng khác gì gáo nước lạnh sau cơn sốt. Mã QCG nằm sàn trong phiên giao dịch hôm qua, sau thông tin CEO Nguyễn Thị Như Loan bị bắt. Nhà đầu tư bán tháo, hơn 3,5 triệu đơn vị nằm trong một dự bản, bên mua để trắng. Đà rơi cổ phiếu này không chờ tới khi tình chính thức ra, Kể từ cuối tháng 6, sau khi đại hội cổ đông bất thành do bà Loan không xuất hiện, QCG đã gây nhiều lo âu cho cổ đông. Trên đồ thị giá, xuất hiện mô hình cây thông sau khi cổ phiếu công ty bà Dư Loan leo lên vùng đến 18.000 đồng, hồi giữa tháng 4 năm nay, đội sau đó liên tục rơi tự do về mức giá hơn 9.000 đồng hiện tại. Tổng kết lại sau 3 tháng, thì giá QCG đã bốc hơi khoảng 50%, vốn hóa doanh nghiệp cũng bay hơn 2.400 tỷ đồng. Không ít cổ đông dở khóc dở cười khi nắm mã này nhưng cũng cần lưu ý rằng việc tăng sốc, giảm sâu không phải là hiện tượng hiếm gặp của cổ phiếu này kể từ khi lên sàn. Tra lại lịch sử giá, QCG từng lập đỉnh lịch sử khi giao dịch vượt mốc 30.000 đồng giữa năm 2017. Cần sốc giá cổ phiếu công ty nhà bà như đoàn manh nha từ khi có tin đồn về thương vụ chuyển nhượng dự án khu dân cư Phước Kiển. Truyền thông sau đó đưa tin quốc cường gia lại ký với công ty cổ phần đầu tư Sunny Island biên bản thỏa thuận chuyển nhượng 100% quyền sở hữu một công ty sẽ được thành lập từ việc góp vốn bằng toàn bộ dự án Phước Kiển cho Sunny. Cũng chính bởi dự án này, cơn sốt giá cổ phiếu QCG lại ập đến khi tòa án buộc quốc cường Gia Lai trả lại cho bà Trương Thị Mỹ Lan liên quan đến vụ tranh chấp với Sunny Island, công ty trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát. Với nhiều phiên tăng sốc sau khi có phán quyết từ tòa, thì giá QCG đã được lên mốc 18.000 đồng, cao nhất trong vòng 7 tháng kể từ giữa tháng 9 năm 2023. Trước đó, cổ phiếu QCG cũng xuất hiện nhiều đợt sóng vào nửa cuối năm 2021, giữa năm 2023. Quốc cường Gia Lai còn lại 30 tỷ tiền mặt cùng gần 7.000 tỷ đồng bất động sản dễ dàng. Trước hết về tình hình kinh doanh, đến sáng ngày 20 tháng 7, phía quốc cường Gia Lai chưa công bố báo cáo tài chính quý 2 năm nay. Nhìn lại quý 1 năm 2024, công ty này ghi nhận 39 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, giảm 77% so với cùng kỳ và lãi sau thuế vỏn vẹn 651 triệu đồng. Tổng tài sản tại thời điểm cuối tháng 3 năm nay đã 9.515 tỷ đồng, trong đó phần lớn nằm ở hạng mục tồn kho với 7.033 tỷ đồng, trong khi tiền mặt còn chưa tới 30 tỷ đồng. Trong bối cảnh dự án bất động sản dở dàng chiếm tỷ trọng gần 70% tổng tài sản, Quốc cường Gia Lai còn phải lo nộp lại 2.882,2 tỷ đồng vụ bà Trương Mỹ Lan theo như phán quyết của tòa. Không chỉ đối như tơ vò khi liên quan tới bất động sản trong vụ án bà Trương Mỹ Lan, công ty bà Như Loan còn gặp rắc rối với việc tham gia dự án 3939B Bến Vân Đồn. Cũng chính bởi liên quan dự án này, bà Loan bị bắt. Liên quan dự án này, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố hàng chục bị can thuộc các đơn vị trên về các tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Khó khăn dồn dập, cuối tháng năm vừa qua, Hội đồng quản trị Quốc Cường Gia Lai phải ban hành nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng dự án nhà máy thủy điện Ecrey Hay và nhà máy thủy điện Alum Trung với giá trị lần lượt dự kiến khoảng 235 tỷ đồng và 380 tỷ đồng. Những thông tin không mấy tích cực này đã làm cho cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai tiếp tục trên đà giảm sâu.